mình sẽ chia sẻ về cái sắn này nhá. Mùa này là mùa sắn ấy, nó rất là nhiều, mọi người hãy dỡ mùa này. Bây giờ mình sắn mình dỡ về ấy, mình không ăn hết ấy. Mình chỉ ăn một vài củ ấy, thì những củ còn lại mình mang đi mình phơi ấy. Để phơi thì mình sẽ vẫn bỏ hết cái vỏ đi, sau đó mình rửa sạch, sau mình cắt. Cắt sắn ra thành những miếng mỏng nhỏ và chúng ta mang đi chúng ta phơi. Bỏ hết cái vỏ bên ngoài này đi. Rửa sạch đi. Sau chúng ta ngâm, ngâm nửa ngày cho nó ra hết những chất độc trong sắn đi. Sau chúng ta mới mang đi chúng ta phơi. Để cắt sắn này chúng ta chia nó ra như này. Những củ sắn rất là trắng là ngon này. Chia hết ra như này. Làm như vậy đến hết nhé. Sau khi mình cắt xong sạch sẽ và mình cho vào đây mình ngâm ấy, ngâm để cho nó ra hết những cái nước độc đi, rồi bỏ hết cái phần bên trong bụng này đi. Đây. Sơ đi. Rồi chúng ta sẽ mang đi chúng ta rửa lại cho thật là ráo nước rồi chúng ta đi thái. Những cái củ mà nó bị như này, đen đen như này và những cái sọc này nó thì chúng ta bỏ đi nhá. Vì những cái củ này ăn nó sượng ấy, đây những cái củ trắng như này thì ngon này, thì chúng ta giữ lại để chúng ta thái, chúng ta phơi và ngâm như này cho mình ít nhất là 2 tiếng nhé. Sau đó chúng ta rửa sạch để ráo nước rồi chúng ta mang đi thái. Bây giờ chúng ta để cho nó ráo nước rồi chúng ta thái nhé. Chúng ta cứ thái nhỏ, thái mỏng thôi. Càng mỏng càng tốt. Chứ phơi nó càng nhanh khô. Thời tiết mùa này là hanh khô, nên phơi cái này rất là tốt, nó không bị mốc. Mùa đông mà các bạn, thời tiết là hanh khô, chỉ hái cái phần mềm thôi, còn phần sượng, phần trắng, đen ở dưới này chúng ta bỏ đi nhé. Chúng ta chỉ lấy phần mềm thôi, phần mềm phần trắng thôi. Phần sượng này bỏ đi. Xong rồi chúng ta mang đi phơi nắng, phơi đi vài ngày cho nó khô. Cái này phải phơi mất mày vài ngày nó mới khô được các bạn nhé. Trời mưa thì cất lại, nhưng mà thời tiết mùa đông hanh khô này nó không có thời tiết mưa, cho nên các bạn yên tâm, cứ buổi tối là chúng ta cất lại. Hôm trước mình chia sẻ bánh sắn làm từ cái này rồi đấy ạ, làm từ cái phần sắn khô này rồi đấy ạ. Bánh sắn ấy các bà các mẹ rất là thích ăn vì nó nạm miệng ấy, và lại nhớ lại cái ký ức ngày xưa ấy, cái thời bánh sắn, sắn củ sắn ấy. Không, thái như vậy nhé, đến hết. Thái như vậy thì hết nhé. Giải ra những cái lia, những cái mâm như này để chúng ta mang đi chúng ta phơi nắng nhé. Đây là mình đã thái xong rồi đấy ạ. Và bây giờ cứ phơi đến khi nó khô là được. Và thỉnh thoảng các bạn ra các bạn đảo lên để cho nó đều nắng. Mang đi phơi nắng nhé. Được 3 cái nia như thế này.
sẽ chia sẻ cách làm bánh sắn nhé. Đây là ở miền Bắc gọi là sắn nhưng miền Nam gọi là khoai mì nhé. Trước tiên mình sẽ đun cái nước nóng để mình trộn bột và cho thêm một chút muối vào để đun cùng để cái nước này nó đậm đậm đấy, để khi mà mình trộn bột đấy thì bột của chúng ta nó đậm nhé. Đun với chút muối này để cho nó hòa tan được cái muối trắng này nhé. Để tí nữa mình trộn bột cho bột nó đậm cái vỏ bánh ấy. Cái bột sắn này thì mình có thể tự làm hoặc mình mua ấy. Như thường thường cái sắn này thì mình sẽ mua thì nó sẽ mịn hơn. Còn nếu mà làm ấy, thì mình xay bằng máy xay sinh tố ấy, máy xay bột của nhà ấy. Đấy, hoa quả ấy, xay thịt ấy, thì nó sẽ không được nhuyễn bằng máy xay xay khi mua nhá. Thì khi nước nó sôi này rồi thì mình tắt bếp nhé. Các bạn đổ cái nước này ra cái bát này, đổ từ từ để bỏ cái phần cặn đi, để cho nước nó cũng không nóng quá, để mình hòa bột cho không bị bỏng tay. Cái bột này nhá thì mình tự xay ở nhà. Trước khi xay thì mình đã đi mình phơi cái sắn của nhà mình phơi ấy. Mình rửa sạch ngâm sắn, sau đó sắn tươi ấy, sau đó mình phơi bào mỏng, xong mình mang đi mình phơi ấy, cái sắn ở nhà. Sau đó mình xay bột và mình nọc qua dây vài lần để cho nó mịn hơn ấy. Và bây giờ chúng ta đổ cái nước nóng vào, đổ từ từ vào để chúng ta hòa cái bột này, đổ từ từ để chúng ta hòa cái bột sắn này nhé. Dùng tay chúng ta trộn nhưng mà cứ đầu cứ đổ từ từ đã để cho nó hòa quyện với nhau rồi đã. Mình sẽ chia khoảng 1 cân bột thôi, là 1 cân bánh sắn này. Nhân thì gồm có đậu xanh này, thịt xay này và hành lá và ít tiêu, nêm nếm gia vị vừa đủ. Hòa từ từ nó sẽ đều hết. Khi mà trộn sơ được rồi nhá, bây giờ chúng ta sẽ cho dầu ăn vào. Chúng ta trộn cùng để bánh khi mà làm ấy nó óng hơn, nó ngon hơn và nó không bị dính nhé. Đấy, bây giờ chúng ta trộn này. Đây cái bột này nó chỉ còn ấm thôi, nó không còn nóng nữa. Đấy, và nó chín kiểu như là sống và chín ấy, thì nó sẽ gắn kết vào nhau hơn ấy. Mình ta cứ trộn bột đến khi là nó hòa quyện là một thể là được nhé. Khi mà mình trộn xong ấy, nó được thành một cái khối mịn như này nhá, nó không dính tay nữa vì mình vừa cho một chút dầu ăn nữa vào ấy. Mình lắn này, bóp này, trộn này khoảng 10 đến 15 phút ấy. Rồi bây giờ mình sẽ đậy cái vung lại cho nó nghỉ bột và nó phải khô bột. Và trong khi chờ đợi bột nghỉ khoảng nửa tiếng thì mình sẽ đi làm cái nhân bánh nhé. Nhân bánh ở đây gồm có thịt xay này, mình đã xào này, đậu xanh đã hấp chín này, hành lá này, tiêu này, gia vị này, đầy đủ vào, mắm, muối, bột ngọt, tiêu. Chúng ta trộn vào thành nhân. Bây giờ các bạn cho mình một chút xíu này, muối này. Không cho nước mắm vì cho nước mắm vào cái nhân này bị thiêu. Ít muối, ít hạt lêm, bột ngọt và tiêu. Mình trộn cái này trước, sau đó mình cho hành lá vào trộn cùng khi mà tắt bếp. Hạt tiêu nhé, hạt tiêu không thể thiếu để cái nhân này nó thơm ấy. Và bây giờ chúng ta sẽ xào cái nhân này, đun nóng nó lên để cho nó hòa quyện chứ cũng không hẳn là xào. Chúng ta đun nóng lên để cho cái nhân này nó hòa quyện với nhau. Đậu xanh thì đã hấp rồi ấy, cho nên nó đã chín rồi. Đậu xanh này để hấp ngon ấy, thì trước khi mình hấp ấy, thì mình ngâm đậu xanh khoảng 4 tiếng để cho bộ đậu xanh nó mềm. Sau đó mình hấp khoảng 25 phút là đậu xanh sẽ bở bung như này. Và xào khoảng 5 phút để cho nó hòa quyện với nhau.
Bây giờ mình khi mà xào lên nhất hòa quyện vào nhau hết như này. Các bạn nhớ cho lửa nhỏ thôi, không là nó bị bén nồi. Và bây giờ chúng ta cho hết cái phần hành lá vào. Các bạn không thích dùng hành lá thì chúng ta có thể dùng hành tím nhé. Hành tím thì chúng ta lên xào trước. Còn hành lá thì chúng ta sẵn trộn này thôi. Sẵn trộn cái phần hành lá như này vào thôi. Trộn như này, trộn đều lên rồi chúng ta tắt bếp và cho để cho nguội một chút thì chúng ta ve viên nhé. Thành những viên nhân ấy, thành những cục nhân ấy. Rất là ngon luôn. Rồi, chúng ta tắt bếp nhé. Các bạn thấy không? Nhân rất là ngon luôn. Nhân ngon như này rồi nhé. Thì chúng ta sẽ khoét ra này, thành những miếng như này và thành những miếng nhân, rồi sau chúng ta bóp lại. Bây giờ chúng ta sẽ ve nhân nhé. Và chúng ta trước khi ve nhân thì mình sẽ bột trước. Bột đây, thì chúng ta cứ sắn ra. Nếu thích ăn nhiều bột thì chúng ta dùng nhiều bột, còn nếu thích ăn nhiều nhân thì chúng ta dùng nhiều nhân, tùy các bạn. Mình sắn nhân lên cái mùi sắn rất là nhiều này các bạn. Đấy, mình cứ ve nhân như vậy, vỏ bánh như vậy, nhỏ hơn cũng được vì cái bánh sắn ấy ăn nhiều quá mình hay ngán ấy, nhỏ bớt chút được. Đấy, cứ nhỏ như vậy. Rồi sau tiếp đến chúng ta ve nhân. Thìa đầy nhân. Các bạn, thìa đầy nhân như vậy. Làm tự tự nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi mình ve nhân xong ấy thì mình sẽ đi mình gói bánh luôn. Gói bánh này nó rất là dễ. Chuẩn bị vài cái lá chuối luôn. Để khi gói xong thì chúng ta quấn để cho không bị dính. Bắt đầu nhé. Cho nhân vào giữa. Nhân vào giữa chúng ta như thế này. Kín là được. Ve kín vào như vậy nhé. Thích để ăn nhiều nhân thì chúng ta cho nhiều nhân như thế này. Kín xong này, chúng ta sẽ cuộn vào cái dây lá chuối. Đấy, cuộn vào như vậy. Chúng ta cuộn là như vậy nhé. Những cái khác chúng ta làm tương tự nhé. Rồi mình mang đi mình hấp nhé. Chúng ta làm thật dẹt mỏng ra. Gói nó dễ. Cái bột mà mình mà đi xay được nó mịn hơn ấy, thì bánh thì khi mà mình làm thì nó đỡ bị rời hơn. Nhưng mà xay vào máy xay ở nhà như này nó ngon rồi ạ. Khi mình cứ hấp kỹ một chút thì nó vẫn ngon như bình thường. Đấy, xong nhé để các bạn dẹt dẹt nó một chút như này cho nó dài như cái nấm cơm ấy. Người ta gọi cái bánh sắn này ta gọi là bánh sắn Phú Thọ. Cái nào như vậy đến hết nhá. Những chiếc bánh sắn rất là ngon luôn. Đấy, cứ làm tương tự nhá. Mình sẽ cho vỉ hấp, mình hấp nót cái lớp lá này xuống này để cho nó không bị nhiều hơi nước nó bay lên quá, để bánh đỡ bị ướt quá. Và chúng ta đặt bánh vào chúng ta hấp thôi. Các bạn hấp cho mình khoảng 30 phút nhé, với cái lửa vừa và nhỏ thôi để bánh nó chín từ từ. Bây giờ hấp chín là được nhé. Các bạn hấp bánh nhé, khi mà bánh sôi lên rồi thì chúng ta cho lửa nhỏ bớt thôi và chúng ta sẽ hấp trong vòng 25 đến 30 phút thì bánh sẽ chín nhé. Được 25 phút nhé. Bây giờ mình sẽ bỏ ra để mình thưởng thức nhé. Mẹ mình bảo là cái bột này mình để được khoảng một năm rồi, nghĩa là phơi khô được khoảng vài tháng ấy, mùa vụ trước đến vụ sau ấy. Thế nên nó màu nó hơi sẫm.
Còn nếu mà bột này mà mà chúng ta mà không để lâu ấy, chúng ta phơi xong chúng ta làm luôn thì màu nó sẽ trắng hơn, ngon hơn. Và giờ mình sẽ thưởng thức nhá. Mình sẽ sắn thử ra cho các bạn xem nhé. Và mình sẽ dừng cái clip này đây. Đây, bánh sắn của mình cực kỳ ngon luôn và hấp dẫn ạ. À, giờ mình sẽ dừng cái clip này ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.